Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Trưởng ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động. Phát biểu tại lễ trao quyết định cho đồng chí Phạm Trường Tam, Phó Trưởng ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Phạm Trường Tam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực trình độ cùng tập thể Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Vũ Thị Tranh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Sảng trao nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Viết Quý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng các đồng chí được trao quyết định nghị quyết đợt này và mong muốn trên cương vị công tác mới cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng trong lãnh đạo chỉ đạo cùng với Đảng bộ, nhân dân trong huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng đã trao quyết định số 1581 ngày 16 tháng 7 năm 2020, phân công điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Cường, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến và giao nhiệm vụ điều hành đến khi kiện toàn trưởng ban mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong quá trình công tác, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Cường nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, trau dồi học hỏi kiến thức, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có những điều chỉnh quy hoạch khu Đại học Phố Hiến, thu hút kêu gọi nhà đầu tư theo hướng phát triển công nghệ cao, thông minh, bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay.